Tất cả tụi con ai lặp lại được thì lặp, không được là tụi con sẽ nghe đi nghe lại hoài, tụi con sẽ biết thôi. Very good. Bây giờ đợi bạn tí. YouTube again. Đấy à? 51 à? Đợi bạn tí xíu nha. Bà ơi. Gì con? Bà làm cách nào cho nó có âm thanh đi bà? Tụi con không nghe được hả? Mấy người, tại sao những người khác nghe được mà con nghe không được? Không con nghe được ơi. Con nghe cũng không nghe được. Tại sao con nghe không được mà mọi người? Bà nghe không được không? Đợi bạn tí xíu nha. Con không có nghe được âm thanh video á. Con không nghe được. Bây giờ ai không nghe được đâu, giơ tay lên cho bà coi. Có bao nhiêu người không nghe được? Tất cả tụi con đều không nghe được hả? À, sao kỳ ha. Nhưng mà hồi nãy có nhiều người nghe được mà. Không, hồi nãy đọc thôi bà. Nhìn thấy không mà không có ai nghe được âm thanh kéo chân mà không ai nghe được âm thanh ha, kỳ lạ ha. Rồi bây giờ nhưng mà tụi con đọc được là ngộ vậy, cái nhìn chữ ở dưới mà. À, nhìn chữ ha. Ok, bây giờ lại coi để mà coi coi nó sao. Bà sẽ gửi cái này về cho tụi con rồi tụi con sẽ nghe nha. Bây giờ không biết lý do gì mà nó không nghe được. Ok. À, không nghe không được. Trời giúp mình. Thầy chơi đúng không? Hồi nào? Hồi lúc 11 giờ 15 rồi sao hết à? Hết hồi nào? Con nhắn cho bà mà. Nghe được bà nói đúng không? Sao con? Đâu không nghe được, con nói bà ơi con không nghe được. Bây giờ không nghe được, bây giờ bà cũng không biết làm sao để cho tụi con nghe cho nó được nè. Để coi coi làm sao. How? Không nghe được gì không? Không nghe được gì hết hả? Rồi bà hiểu, bà biết rồi. Bây giờ làm sao để cho tụi con nghe bây giờ đây? À, cái này nó bị mute hả? Để bà mở coi. Mute my audio. Bật loa rồi. Hả? Speaker nó đã lên rồi mà. Tại sao microphone nó cũng xem? Vậy tại sao mà nó không nghe được? Bà nói là tụi con vẫn nghe phải không? Mà tại sao cái này nghe không được làm sao ha? Rồi thôi bây giờ như vậy. Bây giờ mình nói chuyện chơi với nhau. Bà sẽ gửi cái này cho tụi con và tụi con mở lên. Nghe được rồi bà. Nghe được rồi hả? Sao kỳ vậy? Bị gì? Nghe được bà nói chứ không phải nghe được cái video bà ơi. Rồi bây giờ nghe thử lại coi có nghe được cái video không? Máy nào mà là giờ cái video bà mở ra tụi con có nghe được không? Không. Rồi thôi bây giờ mình nói chuyện đi. Bà sẽ gửi cái này về cho tụi con và mỗi người đều nghe được hết á. Trong máy của tụi con sẽ nghe được. Đúng không? Để bà coi, bà không biết lý do tại sao. Rồi thôi bây giờ mình nói chuyện. Mình còn 10 mấy phút. Sao con?
bà thử tắt cái micro bà, rồi bà bắt cái video thử đi bà. Rồi bà thử tắt cái mic. Yeah. Rồi không được rồi bà ơi, thôi tắt đi bà ơi. Tụi con thôi, rồi tụi con mới làm mà nghe được. Tại sao kỳ, đúng lý là phải nghe cho nó được chứ. Rồi thôi bây giờ mình nói chuyện còn mười mấy phút nữa. Giờ tụi con có chuyện gì muốn hỏi bà không? Khi bà gửi cái này về cho tụi con là tụi con nghe. Và nếu mà tụi con muốn chép cái bài ra cũng được, mà không cần phải chép, bà muốn tụi con nghe nha. Nghe mà chép được đó thì cùng nói chuyện với tụi với họ. Cái này nó rất là hay, là tụi con đi học, tụi con thức dậy mấy giờ, học mấy giờ, rồi đi tới ra ngoài đường, đèn xanh đèn đỏ thì phải đi như thế nào, vậy đó, được không? Rồi, bà ơi, sao con? Có đi biển bao giờ không bà? Cái gì con? Bà có đi biển bao giờ chưa? Có, bà đi biển hoài hả? Sao? Rồi bây giờ kể chuyện cho bà nghe coi, tụi con có đi biển không? Nếu đi biển thì đi ở đâu? Con chưa được đi ra hát rồi. Rồi bây giờ mỗi người kể chuyện cho bà nghe coi. Hả? Đi biển mà con không bơi mà. À con không biết bơi hả? À con không biết bơi. Tôi giỏi quá, con biết bơi á bà. Con biết bơi luôn bà ơi. Giờ ai biết bơi đâu, nói cho bà nghe coi. Con biết bơi. Bơi biết bơi. Không ai biết bơi hết hả? Con biết. Con biết bơi bơi. Con cũng biết bơi mà. Bây giờ trong 12, 11 đứa tụi con coi có ai không biết bơi, nói cho bà nghe coi. Ai biết bơi và ai không biết bơi. Con biết bơi. Alex. Biết bơi bà ơi. Con không biết bơi, con không biết bơi hay. À, rồi không biết bơi thì mình phải làm sao? Tập bơi. Phải học bơi. Bơi bà. Mình bơi. Không biết bơi. Nghe bà nói nè, mình không biết bơi thì mình mặc cái áo phao đó là mình biết bơi thôi chứ gì, đúng không? Đúng không? Không. Con tự muốn bơi. Mặc cái áo phao không công bằng. Khá nhưng để mà mình nói rồi không đã vô đấy được. À, Anna có phơi bơi được không? Alexandria là không biết bơi ha. Tony không biết bơi. Không biết bơi. À, Alexandria biết bơi hả? À, Tony. Bơi. À, Alexandria biết bơi. Con lặn được. À, Tony. Con lặn được. Con lặn được mà có bơi được không? Lặn con hết vậy. Như vậy rồi làm sao mình bịt mũi vậy ra đâu có được. À mình lặn mình cũng không bịt mũi, mình nên nín hơi thôi chứ mình không được bịt mũi. Bịt mũi là không có tốt, đúng không? Không được đâu. Rồi, bây giờ tắm nước mình vô luôn. Rồi bây giờ Tom có biết bơi không? Tom có biết bơi không? À có hả, Tom biết bơi. À Apple có biết bơi không? À, Tom có biết bơi không? Tom có biết bơi không? Con bơi gì? Bơi kiểu gì? À, con bơi kiểu... Bơi... Con bơi ếch. À, bơi ếch. Là gì như vậy là biết bơi rồi. Apple có biết bơi không? Bà biết bơi không bà? Biết, bà biết bơi. Ồ, Apple biết bơi nữa hả? Apple biết bơi kiểu gì? À, Apple bơi kiểu gì? Nó có cái kiểu bơi như vậy nè, gọi là kiểu bơi của con chó đó, biết không? Bơi như vậy, có nghĩa là không biết bơi ếch mà không biết bơi gì khác. Như vậy là Tom là biết bơi ếch. Rồi Alexandria biết bơi thì con bơi kiểu gì? Con bơi sải. À bơi sải hả? Ok, bơi sải. Bơi sải. Giỏi rồi, bây giờ Harry bơi kiểu gì? Dạ con bơi sải. À bơi sải. À, tụi con bơi sao đâu, bơi sải là bơi như thế nào rồi nói cho bà nghe coi. À dạ, anh đó bà. Thẳng ra đập lên trước, cái chân đập mạnh lên thì mình sẽ nhào lại được lần trước à. Không, không vậy là không đúng rồi.
bơi sải là cái sải tay của con đó nó phải sải lên như vậy nè, rồi cái chân á là đạp đạp như vậy đúng không? Đúng không? À, bây giờ bà vô lại cái share screen để cho mọi người thấy nha. Tại sao kêu bằng bơi sải? Bơi sải là cái sải tay của mình đó quạt xuống nước để mà đẩy nước lên để mình đẩy mình đi tới, đúng không? Mà khi cái tay phải của mình đó mà sải đó thì cái mặt của mình đó phải nghiêng về phía cái tay của mình, cái lỗ mũi nó phải trên cái mặt nước, đúng chưa? Đó là bơi sải chứ không phải là chỉ đọc cái chân không thôi. Còn cái bơi ếch đó thì bơi ếch đó là cả cái chân và cả cái tay đều phải bơi ra, đúng không? À, bơi sải thì nó khó hơn là bơi ếch. Bơi ếch thì dễ hơn bơi sải, đúng không? Có ai biết bơi bướm không? Bơi bướm là cái kiểu mà con gì mà ta? Bơi bướm đó là chỉ bơi bằng cái hai cái tay và cái ngực đằng phía trước thôi. Cho nên những người bơi bướm đó là cái tay mạnh lắm họ mới bơi bướm được, còn không là họ thua. Vậy mà con coi trong phim Doraemon con thấy Shizuka biết bơi bướm. À, tụi con có coi cái thế vận hội không? Kỳ vừa rồi thế vận hội đó ở bên Tokyo đó, ở bên bên Nhật Bản đó. Tụi con có coi không? Có hả? Ok, bây giờ mình nói. Rồi bà ơi. Rồi bây giờ mình nói chuyện về cái thế vận hội ở đó đi nha. Rồi tụi con thấy nó như thế nào? Thấy Việt Nam mình năm nay rồi. Việt Nam mình làm gì? Chạy đua một xào như vậy à? Ủa Việt Nam mình có nữa hả? Bà đâu có thấy Việt Nam? Có. Chạy một xào á. Chạy đua mà chạy một xào á. À. Vậy thứ năm đi. Gọi là gì? Chạy đua hay là nhảy sào? Dù nhảy luôn á. Ừ, nhưng mà Việt Nam đâu có thắng gì đâu. Thứ 6 hả? Hả? Việt Nam về thứ 6. Về thứ 6 hả, mà đâu có được huy chương gì đâu. Đúng rồi. Không có được huy chương mà. Hai cái ông là có phương pháp kỷ lục của mình, đó là bơi á, mình bơi lội á bạn, pháp kỷ lục của mình mà ai về trong trời á, nên vượt qua kỷ lục Olympic luôn. Không mà cái đó là đi kỳ thế vận hội vừa rồi ở bên Nhật Bản mà, phải không? Ở Nhật Bản và đâu có thể Việt Nam. Ai vẽ cái gì trên này vậy tụi con? Ai vẽ vậy? Con nghe nè cô ba ơi. Rồi. Rồi bây giờ nói về cái thế vận hội ở bên Nhật Bản phải không? Tụi con đang nói thế vận hội ở bên Nhật Bản hả? Hay là tụi con đang nói gì? Nó được ở Tokyo đó mà. Ừ, ở Tokyo là đúng rồi. Nhưng sao bà không thấy Việt Nam ha? Bà coi mấy ngày mà bà không thấy Việt Nam đâu hết á. Cái gì con? Sao? Anna nói gì? Anna muốn nói gì? Nghỉ giải lao với bà. À, nghỉ giải lao hả? Đây là chỗ con vui lắm bà. Ờ, chỗ con sao? Hello, can you hear me? Yeah. Chỗ con ở trên đầu cầu gần nhà con bị mấy ca F0. Khi nào nghỉ về ba? Nghỉ ha, mình học thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi mình nghỉ ngày thứ sáu, mình học ngày thứ bảy. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, mình nghỉ ngày thứ sáu, mình học ngày thứ bảy. Nghỉ nhưng mà. Hả? Ủa bà, tại ngày thứ sáu mình được nghỉ bà. Ngày thứ sáu nghỉ ha, rồi con muốn học luôn ngày thứ sáu hả? Không mà con hỏi sao xong thứ sáu lại nghỉ. Là tại ngày thứ sáu đó bà bận sao? Ừ. Nhật á là nghỉ luôn hả bà? Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy, tụi con chỉ học thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy, nghỉ ngày thứ sáu và ngày chủ nhật, được không? À, có một, có hai thì vậy hả? Sao?
Rồi bây giờ mình đang nói chuyện về cái thế vận hội ở bên Nhật Bản. Bà không thấy Việt Nam mà sao? Bà đâu có thấy Việt Nam mà sao Alexandria nói là có Việt Nam? Nam nhưng mà bị lỗi chân rồi. Không, bà không thấy Việt Nam. Bà không thấy Việt Nam. Tại cái đó phải tập dữ lắm tụi con, không có thể là học theo cái kiểu đó mà được. Đi thi về thế vận hội không có phải như vậy. Rồi, rồi bây giờ Tom nói, bây giờ tới Harry nói coi. Harry đâu rồi? Con thấy là đăng lên cái một cái video họ nói về cái giá trường. Ừ. Rồi họ chỉ các cái vận động viên Olympic không có đủ tiền để đạt các cái giải thưởng. Cái bộ như ở bên Singapore thì họ nói là thưởng cho một vận động viên đạt huân chương vàng Olympic là 1 triệu đô. Thì đúng rồi. Huân chương bạc là 500 Anh Harry. Dạ, 500. Anh Harry. Dạ. Anh Harry. Nhưng mà ý con muốn nói là họ đề là các cái nước trên thế giới thì trả rất là nhiều tiền. Họ đặt cái vấn đề như vậy thành ra chắc họ nói Việt Nam ta nghèo. Anh Harry ơi. Sao con? Hả? Anh Harry mà có coi TikTok là biết rồi à. Có. Nhưng mà anh không ở Olympic là không có Việt Nam, bà không thấy có Việt Nam. Con thấy người ta đưa tin trên TikTok về thứ mấy xong rồi bị lợi rồi. Không có, Việt Nam không có đăng ký. Việt Nam không có đăng ký để dự thi, có không? Có. Không có. Nếu mà có là bà đã thấy trên bảng rồi, bà đâu có thấy gì đâu. Bà phải coi hết. Bà coi mỗi coi mấy ngày. Cuối. Có bà. Anh coi tập cuối mấy cái tập cái trận cuối tranh huân chương ấy, anh không thấy Việt Nam. Yeah. Anh không thấy cái bảng xếp hạng huân chương. Không thấy Việt Nam. Việt luôn. Nam có mà không giành được huy chương gì. À có hiện có Việt đi mà không giành được huy chương hả? À tội nghiệp vậy đó hả? Thấy chưa, con nói có mà. Ừ, là tại vì bà coi bà không thấy cái mà bà không thấy gì hết, bà không thấy chạy đua, bà không thấy gì hết đó. Chứ bà thấy chạy đua là bà thấy rồi. Chạy đua bà cũng không thấy nè, tại vì tụi con người ta chạy đua, người ta chạy như vậy, người Việt Nam mình chạy không lại. Đúng không? Tụi con hồi từ Phi Châu nó chạy trời nó mạnh như vậy, Việt Nam bà thấy không làm nổi. Không lại đâu. Ừ. Mấy cái vận động viên nữ chạy quá đỉnh luôn. Ừ. Tại vì cái đó, cái ngành đó, nếu mà bà nói thật đó nha, nếu mà bà có Việt Nam mà dạy tụi con đó là bà cho tụi con học từ lúc 5 tuổi. 5 tuổi là phải học liền, chứ không có đợi cho tới 10 tuổi. 5 tuổi là tụi con tập chạy, nhỏ thì chạy cho vừa chơi thôi. Nhưng mà cái đó là nó phải tập liền. Tập chạy, tập nhảy, tập bơi là từ 3 tuổi rồi. Ở bên Mỹ nó 3 tuổi nó đã đi tập bơi, học bơi rồi. Rồi nó học ice skating là 3 tuổi là nó đã đi trượt băng rồi. Tụi con biết không? Mà không cái đó trượt băng hỏi gì luôn bà. Con chỉ biết bơi là ôi này biết chạy đua à, chứ không biết trượt băng. Trượt băng đó. Tụi con phải trượt ở trên tuyết đó, trượt ở trên băng đó. Là tụi con phải đứng được ở trên băng tụi con mới trượt được. Mà phải học từ lúc 3 tuổi, chứ đời lớn rồi tụi con đâu có học được nữa. Thấy không? Thành ra mấy nhưng cái nào Việt Nam không có bằng mà. Nam không có bằng. Ngày xưa đó, là để bà nói cho nghe, ngày xưa đó ở bên miền Nam, bên Sài Gòn đó của Việt Nam Cộng Hòa là đã có xây ra băng để mà chạy. Từ hồi đó là dự trù là sẽ đi vào đăng cai thế vận hội đó tụi con. Nhưng mà cuối cùng không được, tại vì tự nhiên đất nước nó xảy ra chuyện như vậy cho nên không tiếp nối được. Bây giờ tới phía tụi con nó phải 20 năm nữa mới làm được.
đúng không? Mà 20 năm nữa là tụi con lớn hết rồi, tụi con đâu làm được nữa đâu. Mà bây giờ làm cũng không được, tại không có cái, nó không có cái chỗ để cho mình làm, sao mình mà học được. Thì bây giờ chỉ có học bơi được thôi nè. Học bơi ra đăng ký tên thế vận hội sắp tới nè, là đi học bơi. Nhưng mà bây giờ muốn là tụi con phải nhỏ như vậy nè, tụi con bắt đầu học mới được. Chứ tụi con lớn, tụi con không có đủ sức. Có một cái chỗ mới, mới mai một bác có con, còn tiên bác có một bạc, rồi bác có làm cho con một cái chỗ mới. Đúng, đúng rồi. Cái hồ bơi. Nhưng mà ở ngoài, bác không biết, đúng lý phải có nhiều hồ bơi công cộng để cho tụi con đi học bơi, chứ tại sao không có, làm sao mà cụ không hiểu. Thấy không, tụi con bây giờ 4, 5, 5 tuổi là đi học bơi được rồi. Rồi học bơi cái đó, tới lúc tụi con lớn là 14 tuổi là đi đăng, người ta đăng cai Thế vận hội 14 tuổi, tụi con cũng là bắt đầu vô thi được rồi, đúng không? Thì thi theo kiểu của nhỏ, còn người lớn là thi theo kiểu người lớn. Mà lớn nhất là cũng chỉ có 21 tuổi à, tụi con thấy không? Và 25 tuổi à, thì đâu có bao nhiêu tuổi đâu. Đó, thành ra bây giờ mà người ta không có nghĩ tới những cái chuyện này cho tụi con, thì tới 4 năm đời sau tụi con mới có thể làm được. Thấy không? Mà mấy chuyện cái đó là nó vui lắm. Đó. Mà bây giờ mình có tiền mình cũng không làm được, có phải không vui không? Đó. Thấy chưa? À. Ba chữ gửi, ba chữ nào? Tụi con có biết là tụi nó làm cái nó gọi là gymnastic đó. Gymnastic là 5 tuổi là tụi nó bắt đầu tụi nó học rồi. Thấy không? Nó học, nó nhảy, nó lăn, nó lộn, nó lung tung beng hết á. Đó, rồi cho tới khi nó 14 tuổi là bắt đầu đi ra thi được rồi. 14 tuổi thì người ta mới nhận. Rồi mới là mới gửi đi thi Thế vận hội. Thành ra từ như tụi con không có biết được đi vô cái đó. Đi cái đó vui lắm, bà hồi nhỏ bà thích lắm. Mà bây giờ người Việt Nam mình ở Mỹ này cũng vậy, vẫn không có làm được, là tại vì cái thể lực nó không có bằng người ngoại quốc. Thành ra mình không thi được. Mà người Việt Nam không muốn cho con đi vô học cái đó, mà nó không thích học cũng không làm được. Chứ sự thật hồi xưa bà biết có một người bạn đó, bà ông đó có một hai vợ chồng, hai ông bà đó là có một cái tham vọng là sau này con mình sẽ ra và đoạt huy chương vàng về Thế vận hội. Là ổng làm đủ mọi cách cho con, ổng cuối cùng con nó không chịu học. Tại vì á, người Việt Nam đó sợ, bởi vì sợ cho nên không có, té một lần là không có làm nữa. Trong khi Mỹ đó nó té thì nó vẫn tiếp tục. Còn người Việt Nam tự nhiên té một lần là không làm nữa, nghỉ luôn. Không? Thành ra tự nhiên mình bà không hiểu, bà thấy rõ ràng là người Việt Nam của mình đó, kể cả cháu của bà cũng phải té một lần là không có đứng lên, không có làm nữa. Đó. Bà cũng không hiểu được, nhưng mà như người Trung Quốc thì họ lại không có những cái đó, mà người Việt Nam mình lại sợ, bà không biết. Và bà hy vọng là tụi con trong tương lai tụi con có thể đi được vào trong Thế vận hội thì nó vui, bơi cũng được. Chỉ cần tập bơi thôi, tụi con bơi thật giỏi coi, đi là ngon lành rồi, thấy không? Cỡ như Tom nè, tụi con bơi là cái chân tự nhiên cái người mình nó dài ra một chút, tại vì thể dục đó nó làm cho cái cơ thể, cái thể lực của mình nó lớn đi, nó mạnh, thấy không? Thành ra bây giờ nè, tụi con học bơi là được nè, đánh karate, đánh võ cũng được, tại bây giờ nó có môn võ nè. Giờ tụi con chơi, tụi con ở Mỹ, ở Việt Nam không có chơi basketball, nhưng mà tụi con có đánh cái gì, đánh tennis thì cũng được, nhưng mà tennis nó không có vô Thế vận hội. Thế vận hội nó có chơi volleyball đó, tụi con chơi volleyball cũng được. Không, đánh cầu lông đánh cầu lông nó không có vui, đánh cầu lông nó không có hay. Đánh cầu lông nó bình thường chạy qua chạy lại thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Nhưng mà nó có cái đánh bóng bàn đó, bà thích cái đánh bóng bàn, hình như nó có cái Thế vận hội kỳ này nó có nhiều cái lắm, nó còn xe đạp đó, tụi con có thấy không? Nó chạy xe đạp, nó bay lên rồi nó phóng xuống, cái đó là môn thể thao mới nhất. Cái này tụi con có thể học được. Nhưng mà Việt Nam lại không có cái gì để cho tụi con làm hết á. Khi đi ra bà tám nó tầm bậy tầm bạ không có, không, thay vì đi làm mấy cái đó có phải hay hơn không? 4 năm sau là có Thế vận hội là mình ra mình đăng ký nữa, đúng không? Nhưng mà mình lại không làm bá chuyện như vậy, nó phải thấy uổng cho tụi con.
bây giờ nó có những cái môn mới, mà những cái môn mới là tụi con có thể học được, tại môn môn cũ mình đua với anh ta không nổi, tại anh ta giỏi rồi, còn môn mới này mình có thể làm hay hơn. Hả? Nhưng mà bây giờ bà nghĩ đó là ở hình như ở Việt Nam có mấy cái hồ bơi mà thấy, mà cái mấy cái hồ bơi đó người ta để làm gì? Dạ, người ta để mình phải trả tiền mới vào bơi bà. Không thì cũng được, mình mua mình cái bằng mua nó gọi là membership đó thì cũng được đi. Nhưng mà phải có người dạy mình đàng hoàng để mình trở thành một người bơi giỏi, để mình sau này biết đâu mình đi ra mình đăng ký, mình đi thi thế vận hội. Tụi con đoạt được một cái huy chương bạc thôi cũng có nhiều tiền lắm. Tự lắm. Dạ. Thật ra cái đó là phải đầu tư, đầu tư cha mẹ thường thường đầu tư cho con cái làm như vậy, nhưng mà cái đó là phải là một cái sự liên tục mới được, phải ăn uống đầy đủ, phải bơi cho thật giỏi, mỗi ngày chỉ bơi 2-3 tiếng đồng hồ đó, cứ bơi như vậy thôi, tại vì đi ra thi đó là phải tranh đua với người ta, có nhiều đứa nó giỏi lắm, tụi con nó dài, nó cao hơn mình một chút thôi là nó thắng mình rồi, mình thấp là mình thua rồi, đúng không? Bơi mà làm sao mình thấp hơn tụi nó, sao mà mình bơi lại tụi nó. Đúng chưa? Tụi con thấy mấy tụi Phi Châu đó hả? Trời đất ơi, nó chạy đua. Đó, thành ra hôm nay bà nói về thế vận hội là để cho tụi con có một cái khái niệm về cái thế vận hội. Thấy không? Tụi con có thể học về gymnastics cũng được, nhưng mà gymnastics là phải cũng phải mạnh lắm. Nhưng mà bà thấy bơi là dễ nhất. À, như vậy là có Việt Nam mà Việt Nam không đạt được, nó không đoạt được huy chương ha. Ừ, tội nghiệp Việt Nam ha. Ừ. Nhưng mà tại sao phải đi nhảy sào, mà tại sao không học bơi mà đi nhảy sào? Mình thấp như vậy mình không có nhảy sào được, mình phải cao, mình phóng ra thiệt xa. Nhưng mà đi vô mấy cái SEA Games thì cũng được, Việt Nam cũng đoạt được một giải vậy, phải không? Đúng rồi bà. Hả? Ừ, đi SEA Games thì đoạt được giải, nghĩa là Việt Nam sẽ giỏi hơn những người dở hơn mình. Đúng không? Việt Nam sẽ giỏi hơn những người dở hơn mình. Chứ đi thi đua với mấy người giỏi hơn đó thì không đạt được. Ừ. Mà giờ tụi con có thích thêm nhưng mà thì sao con? Xong, con nói gì? Giải châu Á thì Việt Nam đoạt được, nhưng mà giải thế giới thì Việt Nam ít. Việt Nam không đạt được, đúng rồi. Thì bà nói đó, mình chỉ với người dở hơn mình thì mình sẽ giỏi hơn họ, đúng không? Nhưng mà mình đi thi đua với mấy người dở hơn mình thì mình không thích. Mình phải đi thi đua với người giỏi hơn mình. Mình mới biết được mình giỏi như thế nào, đúng không? Bây giờ bà hỏi tụi con nè, tụi con có thích đi thi thế vận hội không? Dạ, thích. Ok, đố tụi con biết cái thế vận hội bắt đầu từ lúc nào và ở đâu? Năm... Tại sao có thế vận hội? À, tại sao có thế vận hội? Con chưa phải. Đúng. Ừ, đó, cho nên bà muốn tụi con phải biết nghiên cứu. Một cái chuyện gì xảy ra mình phải đặt câu hỏi là tại sao, ở đâu ra cái thế vận hội này? Tại sao mà họ phải cầm cái torch, là cái gì đó, cái mà lửa đó, cái yeah. Đuốc, cái đuốc đó, tại sao họ phải cầm cái đuốc đó? Đuốc tụi con. Đuốc biểu trưng cho thế vận hội. Đến tham gia để hỏi. Tại sao phải cầm cái đuốc đó? Cái đuốc đó nó tượng trưng cho cái gì? À, đây nè đó, bà muốn tụi con suy nghĩ nha và phải tìm cho ra. Còn 10 phút nữa là chúng ta sẽ chia tay nhau luôn nha. Bây giờ mình nói chuyện. Tại sao phải cầm cái đuốc đó chạy? Cứ mỗi lần mà có thế vận hội là phải có một người được
được nha, được, được gọi là được phải là hãnh diện lắm, có danh dự lắm mới được cầm cái đuốc đó. Tại sao phải cầm cái đuốc đó mà chạy hay chạy mấy vòng rồi mới đặt cái đuốc đó lên trên một cái bệ? Tại sao? Đó đầu tiên là tại sao. Cái thứ hai nữa là Thế vận hội bắt đầu từ đâu và quốc gia nào khởi xướng cho cái Thế vận hội? Suy nghĩ nha, rồi tụi con phải đi tìm cho ra nha. Con thấy Wiki nó là cái ngọn đuốc biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và hòa bình của toàn nhân loại. Thế vận hội bắt nguồn từ các cuộc thi đấu thể thao thời Hy Lạp cổ đại, chắc là vương triều Roma á bà. Đúng rồi, là của tận của La Mã đó, thời La Mã đó. Dạ. Sau đó thì được năm tước người Pháp. Tiên vào cuối thế kỷ 19. Không, cái đó là nó bắt đầu từ thời cổ đại ở bên La Mã rồi. Theo thì cái thời đó, đó là cái thời đó là thời như là thế kỷ thứ 1 đó tụi con. Là bắt đầu khởi xướng cái Thế vận hội, cái Olympic, là người La Mã đó, họ chuộng cái nền văn minh La Mã đó, là người đàn ông rất là đẹp, đẹp lắm. Về thể lực cũng rất là đẹp. Họ chuyên về họ không biết là họ nghiên cứu hay sao không biết, nhưng mà họ làm sao để cho cái người nam đó, tất cả trẻ con mà sinh ra là con trai đó, là phải tập luyện để có một cái thể lực. Người La Mã họ không có bụng phệ ha, mà khi họ đi đánh trận đó, họ rất là mạnh mẽ, cho nên khi đó là họ mới bắt đầu khởi xướng ra cái thể lực, cái thể thao. Thì từ cái thể thao đó mới đưa ra cái sự tranh đua để mà có cái Thế vận hội. Thì tại sao người ta gọi là Thế vận hội? Tụi con tìm cho bà coi tại sao người ta dùng cái chữ Olympic. Thấy không? Tại sao như vậy? Dính líu gì tới cái chữ Olympia? Rồi tại sao mình lại gọi nó là Thế vận hội? Đó là một. Cái thứ hai nữa là bắt nguồn từ thời cổ đại của La Mã, ha, Hy Lạp và La Mã, người dân Hy Lạp và Hy Lạp và La Mã. Thấy không? Nền văn minh bây giờ bà nói cái này để cho tụi con để ý nha, từ khi nào tụi con nghiên cứu được thì nghiên cứu. Nền văn minh Hy Lạp và nền văn minh La Mã, tại sao hai cái nền văn minh đó nó phối hợp với nhau? Tại sao? Cho nên người ta gọi là nền văn minh Hy La. Hy La có nghĩa là Hy Lạp và La Mã. Và cái thời đó là một cái nền văn minh rất là lớn. Đúng không? Rồi cái nền văn minh mà 3.000 năm trước công nguyên nữa cũng có những cái nền văn minh. Đó, những cái nền văn minh đó, đó nó lớn lắm, sau này nó bị mất. Tụi con biết không? Nó mất đi. Rồi bây giờ tụi con nghe những cái nền văn minh đó rồi phải không? Bây giờ mình nói về cái người Việt Nam của mình. À, hồi xưa mình cũng có một nền văn minh. Mình văn minh của mình là văn minh lúa nước. Đúng không? Nền văn minh lúa nước cũng xa xa xăm lắm, cũng đâu cũng có thể là trước công nguyên luôn nữa, đúng không? Thì bây giờ mình tự hỏi coi Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ là cái gì, là ở đâu và tại sao? Hiểu không? Ở bên Âu Cơ. À, thì người ta nói là hồi xưa là ở Động Đình Hồ. Đúng không? Thấy không? Ở Động Đình Hồ rồi đủ thứ. Nhưng mà cái đó là mình cũng phải suy nghĩ. Bây giờ bà hỏi tụi con nè, thí dụ giờ những người Việt như bà nè ở hải ngoại này nè, 1.000 năm sau con cháu ở hải ngoại này, đúng không, 1.000 năm sau tự nhiên nó hỏi, tự hỏi nói là 1.000 năm trước cái gì đã xảy ra. Rồi 1.000 năm sau thì giống như là Lạc Long Quân về Bà Âu Cơ vậy đó. Mấy ngàn năm sau, mấy ngàn năm sau thì bây giờ mình cũng tự hỏi coi làm sao. Hello. À. Rồi bây giờ như thế nào đây? Gì đó con đây, David? Lấy nữa mẹ gọi cho bà. Nha bà. Ừ. Ba hỏi gì ba?
nói mẹ con á là cho bà cái email rồi để bà gửi bài cho con, tại bà không có email. Bà hay email của mẹ con là kim chi bà. Kim chi rồi gì nữa? Kim chi áo dài. Kim chi áo dài rồi gì nữa? A cầm. Cái gì cầm? A cầm gmail.com. Rồi kim chi áo dài @gmail.com đúng không? Ok, rồi để bà có rồi. Rồi để bà gửi cho con chứ không con không có bài. Rồi bây giờ nói chuyện tiếp. Ok. Rồi giờ nói chuyện tiếp ha. Bây giờ thế vận hồi rồi tụi con tìm cho bà nha, thế vận hồi bắt đầu từ đâu và phát triển từ lúc nào? Thấy không? Thế hội đầu tiên là từ là năm 1896 tại Hy Lạp. À 1896 tại Hy Lạp. Rồi. Mà họ làm cái gì ở đó? 1896 tại sao bắt đầu từ năm 1896? Tụi con phải đặt vấn đề tại sao bắt đầu từ đó mà không bắt đầu trước kia? Ai đã khởi xướng ra cái điều đó? Phải có biết người nào nó khởi xướng ra chứ. Đúng không? Đó, thành ra bây giờ bà cho con tụi con cái đề tài đó để tụi con tìm cho bà. Thấy không? À, nhà con mẹ con. Nhà con sao? Sắp hết pin rồi bà. Sắp hết pin rồi hả? Ok, còn 3 phút nữa là nó sẽ tắt và mình sẽ chia tay nhau. Là bây giờ là sắp tới 9:50 rồi. Thấy không? Rồi tụi con có thể đi ăn trưa rồi. Đúng không? Thì bây giờ mình nói chuyện chút xíu đi. Đó. Còn có mấy phút nữa hả? Rồi Anna, Anna có thích đi thi thế vận hội không? Anna có thích không? Anna con có thích bơi không? Thở dài. Con thích bơi không? Bơi. Con không thích bơi hả? À. Tại sao không thích bơi? Con đâu có cách bơi đó. À, con không biết bơi hả? Mình không thích bơi hay là mình vì mình không biết bơi cho nên mình không thích bơi? Hay là mình đi xuống nước mình sợ, mình không muốn bơi? Đúng không? Con xuống nước con có sợ không? Nhưng mà nó ở bên trên mà chơi ít ít nữa là không sợ nhé. Nó to thì sợ. À, nước to thì sợ hả? À, mà nó lạnh hả? Tại nó lạnh thành ra con sợ, con xuống nó con bị lạnh hả? À, ok. Rồi bây giờ mọi người nói chuyện cho bà nghe coi. À, Tony có sợ nước không? Không. Không sợ nước hả? Vậy là Tony có thể bơi được đúng không? Nhưng mà con không biết bơi. Con không biết bơi hả? Con có đi ra biển hồi nào chưa? Rồi. Rồi hả? Con đi ra biển nào? Biển Vũng Tàu hay là biển Nha Trang? Biển Đà Nẵng. Ồ, biển Đà Nẵng hả? À. Đi biển Đà Nẵng. Rồi. Rồi con có đi xuống dưới nước không? Dạ có. Có hả? Rồi con làm gì ở dưới nước? Con không biết bơi rồi con làm gì ở dưới nước? Ngâm bà. À, con ngâm nước hả? À, tại sao con không đeo cái phao vô để mà con bơi? Có, con có phao mà con bơi. À, con có phao mà con không thích bơi hả? Tại con sợ, đúng không? À, David, con có biết bơi không? Biết bà. À, con biết bơi hả? Con bơi kiểu gì? Con bơi kiểu ếch. À, con biết bơi kiểu ếch hả? À, vậy là được rồi. Vậy Tom cũng biết bơi kiểu ếch. À, vậy bà mà có ở Việt Nam, bà sẽ kiếm một cái hồ, cái bà cho hai đứa tụi con đi thi bơi thử coi ai bơi giỏi, đúng không? À, vậy là Tom cũng bơi kiểu ếch, con cũng bơi kiểu ếch, phải không? À, bơi kiểu ếch thường thường là con gái bơi kiểu ếch, còn trai đó là phải bơi sải. Ô, bơi sải mệt lắm. Đúng rồi, bơi sải phải mạnh cái tay lắm. Ừ. Nhưng mà thiệt ra